Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, Trần Quốc Tỏ về một số nội dung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã đề xuất với Bộ Công Thương một số vấn đề như trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại Thái Nguyên là một trong những địa phương được đánh giá cao trong phát triển. Do vậy, Thái Nguyên mong muốn Bộ Công Thương kết nối làm việc với các tham tán Việt Nam tại nước ngoài trong việc hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng như là các lĩnh vực công nghiệp thương mại khác. Đề nghị Bộ Công Thương tham dự và phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2018. Đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ cho việc phân quyền cấp CO, hỗ trợ nâng cấp các trạm biến áp phục vụ cho các khu cụm công nghiệp để đảm bảo đủ điện cho sản xuất cũng như bổ sung nguồn lực cho các dự án điện nông thôn. Vì hiện nay Thái Nguyên còn một xã chưa có lưới điện quốc gia, một số xã có lưới điện nhưng nguồn điện chưa đảm bảo. Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương luôn ủng hộ và hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho các địa phương trong phát triển công nghiệp, thương mại. Bộ trưởng giao cục xúc tiến thương mại đầu mối về các vấn đề liên quan đến xúc tiến thương mại hỗ trợ tỉnh trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các vụ thị trường phối hợp với cục xúc tiến thương mại trong việc kết nối với các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cục công nghiệp đầu mối trong việc xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ bộ trưởng giao cục điều tiết điện lực cục điện lực và năng lượng tái tạo nghiên cứu đề xuất công suất trạm biến áp phục vụ cho các khu cụm công nghiệp và mạng lưới điện quốc gia